cái là bao nhiêu tiền? Hơn một cái thì cho bao nhiêu? 1.000. Hơn một quá ba. Không, nghĩ là hơn người tính tiền hả? Hơn một cái là 1.000. Hơn 2 cái. 2.000. 3 cái. 3.000. 4 cái. 4.000. 5 cái. 5.000. 6 cái. 6.000. 7 cái. 7.000. Nữa không không? Không không hỏi lấy tiền. 8.000. 8.000. Không sao. Trăm. Thì ra là con dưới này con quậy bà để bà hỏi là đúng không, ý con là như vậy đúng không? Cái gì sao? Sao mới đây 23 rồi? Hả? Con 22 mà. Con 23 con hù quá. Con tiền là tiền gì chứ vậy? Hôm nay là được chưa? Mấy cái? Thì con cứ cái 1.000 nhé. Con bao nhiêu cái tính tiền bao nhiêu hàng? Không nhiều cái thì mình được nhiều ngàn, còn không ít cái thì mình được ít ngàn. Không ít cái thì mấy ngàn. Không ít cái không có nhiều ngàn nào. Cái không cái thì ngàn cộng lên, biết làm toán không? Không. Biết làm toán thì toán hết tiền. Dở nhỉ. Cái trừ cái gì ba? Toán cộng. Toán cộng cái gì ba? Ừ. Cái gì ba? Rồi có nghĩa là cái không bằng cái thì được ngàn, cái không bằng cái. Không bằng ngàn cái gì ba? Vậy là con không cần tiền xài, con hỏi bà chứ. Cần tiền mà không biết tính tiền thì làm sao mà mình tính được. Rồi, không đi. Con mấy cái. Thì con muốn không mấy cái luôn không? Con muốn không chịu cái. Rồi, không chịu cái. Con muốn không chịu cái nữa. Con muốn có 1 triệu đồng đúng không? Mà con không muốn hôn bà đúng không? Đúng không? Đúng chưa? Rồi, dựng luôn. Rồi, không mười cái. Không mười cái này cho tiền. Không mười cái cho mấy gì? Không mười nghìn. Ôi kìa. Cái nghìn. Mười cái. Mười cái là được 100.000. Hai cái 200.000. Ba cái. Ba cái 300.000. Bốn cái 500. Đưa cái sư mẫu xuống thầy coi hết cái này. Không không chứ xíu anh hai không ba anh hai lấy tiền à. 5 cái 500.000. Khó tiền cho ba đi. Khó tiền. Tiền gì chứ tiền gì? Tiền gì là có nghĩa là con đưa tiền cho ba đi. Con không ba con có đưa tiền cho ba. Ồ, con đưa tiền cho ba, ba cho con 500.000. Đúng rồi, cứ đưa tiền cho ba đi rồi ba đưa cho. Mấy ngàn ba? 500.000. 15 nữa. 15 ngàn nữa.